Xúc xích này 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 này, có rau này, xúc xích này, thịt này 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 này, cầm đây này, con cầm ở đây này, cầm ở đây ăn cho dễ này, đó đây này. Cô nhặt nhân à, cô nhặt nhân ăn thôi à. Hai đứa ăn khô luôn đấy. Ôi giời, sao lại vứt như thế con? Mẹ ăn nhá, mẹ đi lấy hai đứa hai cốc nước, mẹ lấy khăn mẹ lau cho. Sao cô vứt hết thế này cô? Khôn đấy, ăn khôn đấy. Chị ăn mình nhân à? Cô Nhi chị ăn mình nhân à?
nói nè, có thấy ngon không? Ngon nhỉ. Cô ơi, cô ơi, nhạt gì đây? Nhạt gì á? Đừng nhạt bẩn nhá. Ôi, đừng nhạt bẩn nhá, con ăn ở tay này. Cô Mi ăn nhân trừ vỏ à? Ừ. Ăn hay thế. Ăn hay thế. Ăn nữa hả? Nước hả? Đây đây, nước con đây. No phèo bụng. No phèo bụng. Mi Mi. Quá đã. Được không? Được không? Được không? Ăn khôn thế. À nữa hả con? Đây, con này. Cho mẹ nhé. Đấy. Mẹ mới mì hớp nước. Ngồi chỗ xem nào. Làm gì đây? Lên đây mà. May quá. Tự nhiên nhặt được miếng thịt chứ.